sao đi cướp tiền vàng, rồi em theo cuộc chơi mà chúng ta gọi là đậm đà. Ngày hôm nay mình em thầm khóc cho cuộc đời tội lỗi, em đã lên xe và chạy trốn. Ngồi trong đêm quỳnh hiu luôn tuyến thương cho số phận mình, vì không nên mẹ cha em đã xa chân vào cạn bẫy. Trải thứ bao cuộc chơi em mới theo con đường tội lỗi, thâm xác lên tôi không còn chi. Tôi không còn chi ngoài tâm thân ôm yêu ngày buồn. Em chơi nghèo và nghèo rồi mấy hơn là ngồi đâu ra. Đừng cho thân hơn em thành sớm mai xa lìa cuộc sống. Đến với tháng năm đầy tăm tối, nguyện mong sau ngày sau chẳng có ai đi cướp tiền vàng. Em mong sau ngày sau đời sẽ không ai phải hối tiếc. Hôm nay em ở đây lòng nhớ thương sao vàng yêu dấu. Em sắp ra đi tôi còn nói. Con dao lao thẳng vào cái vàng cướp của giết người hiếp dâm trẻ em đủ kiểu, đó là hành động của em lên văn luyện sau khi cướp của giết người. Nhìn em định kế nhưng không, em đã bị công an bắt ngắt chim nấu canh. Yeah yeah, bây giờ em đang chịu sự hình phạt, hình phạt, hình phạt của nhân dân, đó là cho địch nhau với sư tử. Hàng này là con giết motherfuck. Thì ham mê giàu sang luyện phát sao đi cướp tiền vàng, rồi em theo cuộc chơi mà chúng ta gọi là đập đá. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tội lỗi, em đã lên xe và chạy trốn. Ngồi trong đêm quanh hiu liên tiếc thương cho số phận mình, vì không nghe mẹ cha em đã xa chân vào cằm bay. Chạy theo bao cuộc chơi em mới theo con đường tội lỗi, thân xác em tôi không còn chi. Tôi không còn chi ngoài tâm thân ôm yêu ngày buồn. Em chẳng kéo và nghe rồi mấy hơi là ngồi đậm ra. Đừng cho thân hơn em thành sớm mai xa lìa cuộc sống. Đến với tháng năm đầy tăm tối, vẫn mong sao ngày sau chẳng có ai đi cướp tiền vàng. Em mong sao ngày sau đời sẽ không ai phải hối tiếc. Hôm nay em ở đây lòng nhớ thương sao vàng yêu dấu. Em sắp ra đi tôi còn nói. Tôi không còn chi ngoài tâm thân ôm yêu ngày buồn. Em chưa kéo và nghe rồi mấy hơi ai ngồi đâu ra. Đừng cho ngân và nhâm thành sớm mai xa lìa cuộc sống. Đến với tháng năm đầy tăm tối, vẫn mong sao ngày sau chẳng có ai đi cướp tiền vàng. Em mong sao ngày sau đời sẽ không ai phải hối tiếc. Hôm nay em ở đây lòng nhớ thương sao vàng yêu dấu. Em sắp ra đi tôi còn nói. Chúng tôi hai singer Mr. TA và Linh My xin cảm ơn công an tỉnh Bắc Giang và em Lê Văn Luyện và nhóm HKT đã cùng hợp tác và làm nên bài hát này. Oh shit man, chảy xào. Vietnam Newsock.